Hello, chúng ta tiếp tục học unit 8, lesson 4, 5 và 6 nha các bạn. Nào, listen, point and repeat. Nghĩa là gì? Nghe, chỉ tay vào và lặp lại. Listen and point. C says S. City. City. Ice. Ice. Dance. Dance. Rice. Rice. G G says says J. J. Cage. Cage. Page. Page. Giraffe. Giraffe. Stage. Stage. Listen and repeat. C says S. S. City. City. Ice. Ice. Dance. Dance. Rice. Rice. G says J. Cage. Page. 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 Giraffe. Giraffe. Stage. Stage. Trời, cái phần này á là phát âm nha các bạn ơi. Ghi là cái mặt chữ là ghi là chữ chữ C là chữ cờ đúng không? Nhưng mà đọc không phải đọc chữ cờ, không phải đọc là kitty mà đọc là city. Ice. Ice. Âm S ở cuối nhá. Ice. Dance cũng vậy luôn các bạn ơi. Ice, dance, rice đều có âm s ở cuối nè. Rồi, chữ g, g là chữ g đúng không? Nhưng mà đọc là thành âm j, j. Cage, cage. Cage là cái lồng đó các bạn, cái lồng cái chuồng nè. Rồi, page, page, trang giấy nha, trang. Giraffe, giraffe. Hươu cao cổ. Stage, stage. Sân khấu. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo, đó chính là nghe và đọc theo cho cô. Listen and read. Listening 74. Listen and read. 1. $10. Special dinner tonight. Meat, rice, and vegetables. Fruit with ice cream. 2. Two. Turn the pages of this book really fast and you will see a giraffe dancing in its cage. 3. Come to the ice rink in the city. Meet your friends and learn to skate. Rồi nghĩ là gì các bạn nhờ? Ken's Cafe, quán cà phê của Ken đúng không? $10, 10 đô la. Special dinner tonight, bữa tối đặc biệt tối nay. Special là đặc biệt. Dinner, bữa ăn tối. Tonight, tối nay. Special dinner tonight, bữa tối đặc biệt và tối hôm nay. Gồm bao gồm gì các bạn nhỉ? Meat. Meat là thịt đúng không? Rice. Cơm. Thì cái từ rice nó có phát âm S, các bạn lưu ý nhé. Rice. Rice. And vegetables. Và rau củ ha. Vegetables. Fruit. With ice cream. Trái cây với kem. Vậy thì ở đây chúng ta có cái từ. Từ gì? Từ ice cũng có âm S ở cuối nè. Các bạn khoanh vô từ ice cho cô. Vậy thì trong cái số 1 là chúng ta có từ rice và từ ice. Number 2. Turn the pages. Page. Chúng ta có từ page là âm J cuối đúng không? Thêm S vào thì các bạn đọc là pages nha. Nhiều trang sách đó. Nhiều trang. Pages.
Đọc đi nào. Pages. Pages. À, turn the page có nghĩa là lật cái trang giấy á. Vậy thì turn the pages of this book. Hãy lật những trang của quyển sách này. Really fast. Rất là nhanh, thật là nhanh. And you will see a giraffe. Và bạn sẽ thấy một con hươu cao cổ. Hươu cao cổ là có âm giờ đúng không? Giraffe, giraffe. Thấy một con hươu cao cổ dancing, đang nhảy ở trong cái chuồng của nó. Vậy thì dancing ha, chữ dance phát âm S cho cô ha, chữ cờ mà đọc thành âm sờ đó. Dancing, dancing. Số 3, Skate City, skate, skate là trượt băng nè các bạn. Thành phố trượt băng. À sao? Come to the ice rink. Ice rink là cái sân băng đó, sân trượt băng đó các bạn. Chúng ta có từ ice rink là sân trượt băng nha. Sân trượt băng, ice rink. Hãy đến sân trượt băng trong thành phố. Meet your friends. Gặp gỡ các bạn của mình. And learn to skate. Và học trượt băng. Ủa vậy trong đây nó có cái từ nào các bạn? Chính là từ city nè. Âm chữ cờ mà đọc thành âm s đúng không? City. Rồi thêm gì nữa? Friends hả? Cái từ friends nó đâu có nằm trong cái những cái từ ở trên mình học đâu. Nó có s nhưng mà nó phát âm nó là âm z ở cuối nha, cái từ friends. Friends nó không có nằm trong nguyên tắc mà chúng ta vừa mới học ở trên này. Đây nè, ở trên này chúng ta có từ city, ice, dance, rice, cage, page, giraffe, stage. Đó, những cái từ này nè. Bây giờ các bạn tìm thấy những cái từ này ở ở phần 2 á, listening này thì các bạn ghi xuống. Còn không có thì thôi. Cái từ friends là nó theo nguyên tắc phát âm S hôm nọ mình có học rồi. Thì cái chữ S của cái từ friend đó, friend nó sẽ đọc thành âm z, friends. Listen again, nghe lại các bạn ơi. Đọc theo nha. Listening 74. Listen and read. 1. $10. Special dinner tonight. Meat, rice, and vegetables. Fruit with ice cream. 2. Turn the pages of this book really fast, and you will see a giraffe dancing in its cage. 3. Come to the ice rink in the city. Meet your friends and learn to skate. Listening 74. Listen and read. 1. $10. Special dinner tonight. Meat, rice, and vegetables. Fruit with ice cream. 2. Turn the pages of this book really fast, and you will see a giraffe dancing in its cage. 3. Come to the ice rink in the city. Meet your friends and learn to skate. Listening. Ok, đúng rồi. Ở cái đoạn số 3 nó có thêm từ ice. Trong từ ice rink đó các bạn ơi, là sân trượt băng ha. Ice rink in the city. Turn the pages là lật trang những trang giấy ấy nha các bạn, lật những trang ha, trang của cái quyển sách này nhá. Turn the pages, pages. Âm p các bạn bật hơi nhé. Turn the pages of this book really fast and you will see a giraffe dancing in its cage. À có từ cage nữa nè các bạn. Page, âm g đọc thành âm g đúng không? Cage.
Còn thiếu từ nào các bạn ơi? Rồi, những cái từ đó là chúng ta đã học ở cái phần số 1 đó. Ok, now let's move on. Giờ chúng ta, người ta bảo mình là đọc lại. À, đọc lại. Read again, circle the words with k, saying s, and underline the words with g, saying j. Thì chúng ta vừa mới làm xong rồi nè. Không đấy. Ừ. Các bạn nào còn tìm được từ nào khác nữa không? Hết chưa? Ừ. Ok, done. Xong rồi ha. Qua phần 4 nha. Phần 4 là chúng ta được yêu cầu làm gì đây? Khoanh tròn cái chữ cái cờ mà nó được đọc thành âm s, và gạch chân cái chữ g mà được phát âm thành âm j. Được chưa? Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là cucumber. Cucumber thì chữ k vẫn đọc là âm k đúng không? Nhưng mà raise thì phát âm thành âm s, raise. Crayon là âm k. Cereal, cereal là âm s đúng không? Vậy chúng ta khoanh tròn nhé. Cereal, cereal. City. Đây, city là chữ âm s đúng không? Camera, camera là âm c. Stage, stage. Người ta nói mình gạch chân thì mình gạch chân nè các bạn nha. Chúng ta gạch chân nào. Stage. Guitar vẫn là âm g, guitar vẫn là âm g các bạn. Goal, goal vẫn là âm g, nhưng mà giraffe là âm j. Giraffe, giraffe. Page, page âm j, nhưng mà finger, finger vẫn là âm g nha. Rồi đọc lại nào. Cucumber, Cucumber. dưa leo. Cucumber. Cucumber. Race, race Way. cuộc đua. Crayon, Way. crayon bút chì màu ha, màu sáp. Cereal, cereal ngũ cốc, ngũ cốc. City, city thành phố. Camera, camera máy chụp hình, máy chụp ảnh. Camera. Stage, stage sân khấu. Guitar, guitar đàn guitar. Goal, goal khung thành. Nó còn một có nghĩa nữa là tỷ số nhé. Khung thành. Goal, goal. Giraffe, giraffe hươu cao cổ. Page, page, page trang giấy. Finger, finger ngón tay. I have ice and rice. Tôi có đá và cơm. Đá lạnh đó các bạn. I have ice and rice. Tôi có đá lạnh và cơm. I have ice and rice. Các bạn nhớ phát âm S nha. I have ice and rice. Now let's move on to the lesson 5. Chúng ta qua bài số 5 nha. Reading, phần đọc này chúng ta sẽ học cách gì nhỉ? Describe what is happening in the picture. Mô tả chuyện gì đang xảy ra trong bức tranh. Mô tả chuyện gì đang xảy ra trong bức tranh các bạn ơi. It is for summer day là hôm nay là không ngày hôm nay là mùa hè không biết Rồi, trong bức tranh chúng ta thấy sao nhờ?
There is a grasshopper. Grasshopper là một con châu chấu á, con cào cào, con châu chấu các bạn. Grasshopper is playing guitar. Có một con châu chấu đang chơi đàn guitar đúng không? Under the trees, dưới gốc cây đúng không? Châu chấu hay cào cào gì cũng được, các bạn ghi châu chấu hoặc cào cào gì cũng được nha. Grasshopper, châu chấu đi ha. Rồi, sao nữa? Next to the grasshopper, there is an ant. Bên cạnh con châu chấu có một con kiến, đúng không? The ant is working, right? Con kiến đang làm việc. Yeah, it is holding a big popcorn. A big corn. À, nó đang vác một cái gì các bạn? Một cái quả bắp, một cái bắp ngô rất là to. Bắp ngô tiếng Anh chúng ta gọi là gì nhỉ? Không biết nào khi không biết ai là toàn không Ant là con kiến đó các bạn. Ant nè, cái chữ ant nè. Rồi cái câu chuyện này chính là The Ant and the Grasshopper, con kiến và con châu chấu. Vậy thì con kiến nó đang sao? The ant is bringing a big corn, một cái quả bắp ngô rất là to đúng không? Sao nữa? This is summertime. Đây là vào mùa hè. Các bạn nhìn thấy cảnh này là các bạn biết mùa hè đúng không? Summertime. So the next picture, it is winter, mùa đông. It is winter. The grasshopper is holding a spade. Spade là cái xẻng ha. Spade, spade. Cái xẻng. Nó đang cầm cái xẻng làm gì vậy các bạn? What is the grasshopper doing? It is looking for food, right? Nó đang tìm kiếm thức ăn đúng không? Tại vì mùa đông đến rồi đâu có còn thấy cây cỏ gì đâu. So the grasshopper is looking for food. Nó đang tìm thức ăn đúng không? Is it working for food? Nó đang làm việc để tìm thức ăn nhưng mà sao các bạn? There is no food. Không có thức ăn. À, it is hungry. Nó đói bụng. The next picture. In this picture, we can see the ant is giving the grasshopper some food. À, con kiến nó đang đưa cho con châu chấu một ít thức ăn đúng không? Đó chính là những cái bắp ngô mà nó đã đi kiếm trong mùa hè đó các bạn. Đó. Vậy thì chúng ta dựa vào ba bức hình này chúng ta thấy sao nội dung câu chuyện này là cái gì? À, Châu chấu lười biếng. châu chấu nó lười biếng đúng không? The grasshopper is lazy. Con châu chấu nó lười biếng nó không chịu làm việc. It doesn't work in the summer. Nó không làm việc vào mùa hè. So it is hungry in the winter. Cho nên nó bị đói bụng trong mùa đông đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta trước khi nghe câu chuyện này thì cô mời các bạn xem một bài hát về con kiến và con châu chấu nha. Now let's sing a song about the ant and the grasshopper. Chúng ta nghe một bài hát nha. In the summer, the ants were a-working, bringing food to their hill every day. While the grasshopper sang in the sunshine, on his fiddle his song he did play. Fi-di-di-da-doo-da-di-da-do, fi-di-do-di-da-dee-di-da-day. I will sing all the while 'neath the sunshine, 'neath the moon I will dance, I will play. In the autumn the ants were still working, but the grasshopper still did not care. The ants asked, why don't you store food for winter? When it's cold you'll have no food to spare. Fi-di-di-da-dee-da-doo-da-dee-da-do, above us all there will always be sunshine, and there always will be time to play. Time went by and along came the winter.
gave a cold icy chill. Snow fell down and there was no more sunshine. So the grasshopper went up the hill. Fi-dee-di-da-doo-dee-dee-da-do. Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-dee. I am cold, I am wet, I am hungry, and I'm sorry I played the days away. In the valley he went to the anthill. He was cold and embarrassed and sad, but the ants told him that he was welcome. Then he thanked them and felt really glad. Fi-dee-di-di-da-doo-da-dee-da-do. Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. And the grasshopper said in future seasons, work comes first, then I'll have time to play. In the summer, the ants were a-working. Rồi chúng ta tìm hiểu nghĩa nha. Câu chuyện là như thế này các bạn ơi. Vào mùa hè, những con kiến đang làm việc cùng nhau. In the summer, the ants were a-working. Bringing food to their hill every day. Mang đồ ăn đến cái đồi của chúng mỗi ngày. Cái đồi là chính là cái tổ kiến này nè các bạn ơi. À, cái tổ kiến thì chúng ta gọi là ant hill. À, giống như kiểu cái tổ mối các bạn, nó làm tổ trong một cái giống như một cái gò cao ha, một cái gò đất cao thì chúng ta gọi là ant hill, là tổ kiến nhá, là đồi ha, mang thức ăn về cái tổ này, cái đồi này của nó nè, đó mỗi ngày nó chăm chỉ nó vác đồ ăn về tổ. While the grasshopper sang in the sunshine. Trong khi con kiến thì cứ hát dưới ánh mặt trời. À. On his fiddle, his song he did play. Rồi nó hát những bài hát của nó. Phải đi đai đi đa đu đa đi đa đô. Phải đi đô đi đa đi đi đa thê. I will sing all the while neath the sunshine. Tôi sẽ hát dưới ánh nắng mặt trời. Neath the moon, I will dance, I will play. Dưới ánh trăng tôi sẽ khiêu vũ, tôi sẽ chơi. À, con châu chấu nó nói vậy đó. In the autumn, the ants were still working. Vào mùa thu, in the autumn, mùa thu, những con kiến vẫn đang làm việc. But the grasshopper still did not care. Nhưng mà con châu chấu nó vẫn không quan tâm. Care, quan tâm nhé. Still, vẫn. Still did not care, vẫn không quan tâm. The ants asked, why don't you store food for winter? Con kiến nó hỏi, tại sao cậu không trữ thức ăn cho mùa đông? Why don't you store food for winter? When it's cold, you'll have no food to spare. Khi trời lạnh, when it's cold, khi trời lạnh, cậu sẽ không có thức ăn để mà ăn, để mà dự trữ. Spare, dự trữ ha, phòng, để dự phòng á các bạn, dự phòng ha, để phòng hờ, phòng ngừa. Phải đi đai đi đa đu đa đi đa đô, phải đi đâu đi đa đê. Above us all, there will always be sunshine. À, con châu chấu nó rất tự tin, nó nói sao? À, phía bên trên chúng tất cả chúng ta thì vẫn luôn luôn có ánh nắng mặt trời thôi. And there always will be time to play. Và luôn có thời gian để mà vui chơi. Time went by and along came the winter. Time went by, thời gian trôi đi. Time went by. À, thời gian đã trôi đi, đúng rồi, quá khứ nha. Thời gian trôi đi và kèm theo đó là mùa đông đến. Along came the winter. À, cùng với đó là mùa đông đến. And the wind gave a cold icy chill. À, cơn gió thì đem lại những cái lạnh thấu xương. Cold icy chill là lạnh mà cực kỳ lạnh ha. Icy mà lạnh kiểu có mà có tuyết có băng á. Cold
icy chill, cực kỳ lạnh luôn. Snow fell down and there was no more sunshine. Tuyết rơi, snow fell down, snow fell down. Tuyết rơi và không còn ánh nắng nữa. So the grasshopper went up the hill. Vì thế con châu chấu nó đi lên trên ngọn đồi, went up the hill. Fi-di-da-di-da-do-di-di-da-do. Fi-di-do-di-da-di-di-da-day. I am cold, I am wet, I am hungry. Tôi lạnh, tôi ướt, tôi đói. I am cold, I am wet, I am hungry. And I'm sorry I played the days away. Và tôi xin lỗi, tôi đã chơi những ngày vừa qua. In the valley he went to the anthill. Ở trong thung lũng, nó đi đến cái tổ của con kiến. He went to the anthill. Valley he là thung was lũng nha. cold and embarrassed and sad. Nó lạnh, nó xấu hổ và buồn. Embarrassed, embarrassed là xấu hổ các bạn. Embarrassed. Xấu hổ này là xấu hổ về những việc mà không đúng mà mình đã làm, thì chúng ta dùng từ embarrassed. Embarrassed, embarrassed. Các bạn đọc embarrassed. Cold, sad là chúng ta đã biết rồi ha, lạnh, buồn. Embarrassed, xấu hổ. But the ants told him that he was welcome. Nhưng mà con kiến nó bảo với con châu chấu sao? À, là con châu chấu được chào đón. He was welcome. But the ants told him that he was welcome. À, con kiến nó nói ra với châu chấu là ô, cậu được chào đón ở chỗ tổ của chúng tôi. Then he thanked them and felt really glad. Rồi nó mới cảm ơn. À, nó cảm ơn và nó cảm thấy rất là vui. À, felt really glad. Glad này nó giống như kiểu từ happy á các bạn. Glad, glad, happy, glad. Và con châu chấu nó mới nói rằng là những mùa tiếp theo, trong những mùa tiếp theo, in future seasons. Work comes first, then I'll have time to play. Nó sẽ làm việc trước tiên, rồi sau đó nó mới dành thời gian để chơi. À, có nghĩa nó rút ra một bài học xương máu rồi ha. Làm việc trước, kiếm thức ăn trước, rồi mới dành thời gian để vui chơi sau. Rồi chúng ta quay lại với câu chuyện con kiến và con châu chấu trong giáo trình của chúng ta nha các bạn ơi. Rồi các bạn nghe và các bạn đọc theo cho cô nè, xem các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm nội dung câu chuyện này nha. Hiểu thì hiểu rồi đó, nhưng mà các bạn xem thử coi trong cái phần này có từ mới không, có từ vựng khó không nè. Listening 75. Listen and read. The ant and the grasshopper. It was a summer day. The grasshopper was sitting in the sun, playing his violin. An ant walked by with an enormous piece of corn on his back. "That corn looks heavy," said the grasshopper. "Come and play with me." The ant was tired and hot. He pointed at a pile of corn. "I can't. This is my food for the winter," he said. "There isn't any food then, so I must prepare now." The grasshopper laughed. "Don't worry about winter," he said. "It's summer now, and there's lots of food." Soon the weather became very cold, and there was deep snow and ice. The grasshopper looked for food, but he couldn't find any. "I'm hungry," said the grasshopper to the ant. "Please, can I share your food?" The ant had lots of food, and he was kind. "Yes, you can," said the ant, and he gave the grasshopper some corn. "But next year you mustn't be lazy, and you must prepare for winter."
Rồi chúng ta tìm hiểu từ vựng của cái bài đọc này nào. Từ đầu tiên chúng ta có là summer day là ngày hè nhá, ngày hè các bạn ghi xuống cho cô. Tiếp theo the grasshopper là con châu chấu cào cào chúng ta biết rồi, sitting in the sun playing his violin. Walk là đi bộ đúng không? Quá khứ động từ ed vô. Đi bộ bên cạnh. Enormous, chúng ta có từ enormous. Enormous là very very big, rất là to. Enormous piece of corn. Piece of corn là một mẫu bắp và một mẫu bắp ngô nhá. Một mẫu bắp to trên lưng. Back là cái lưng á. Back, lưng. Cái bắp đó trông nặng đấy. Con châu chấu nói, come and play with me. Hãy đến và chơi cùng tớ. Con kiến mệt và nóng. Tired, mệt. Hot, nóng. Point là chỉ tay vào á. Point at là chỉ tay vào. Cái này là ED là quá khứ nha các bạn. Nó chỉ tay vào cái đống bắp. Pie là đống. A pie of corn là đống bắp ngô á. Đống bắp ngô. Rồi. Tôi không thể. Đây là thức ăn của tôi cho mùa đông. Nó nói. There isn't any food then. Không có. Sẽ rồi sẽ không có đồ ăn. Tôi phải prepare là chuẩn bị. Prepare. Chuẩn bị từ bây giờ. I must prepare now. Con châu chấu cười. Lớn tiếng ha. Laugh là cười mà cười to tiếng á các bạn. Laugh. ED là quá khứ. Nó cười mà kiểu ha ha đó ha. Don't worry about winter. Đừng có lo về mùa đông. Nó nói. It's summer now. Bây giờ là mùa hè. There's lots of food. Có nhiều thức ăn lắm. Soon the weather became very cold. Rất là nhanh. Soon là rất là nhanh ha. Chẳng mấy chốc á. Tiếng Việt mình có thể dịch là chẳng mấy chốc. Chẳng mấy chốc thời tiết trở nên rất là lạnh. Weather, thời tiết. Thời tiết trở nên rất lạnh và có tuyết dày và băng. Deep là sâu á các bạn. Deep snow có nghĩa là tuyết mà tuyết dày, một lớp dày sâu luôn ha. Deep snow and ice. Tiếp tuyết dày và băng. Ice, băng đá. The grasshopper looked for food. Rồi chúng ta có cái này nè, look for nè, bạn nào nhớ thì không, quên thì ghi vào cho cô. Look for là tìm kiếm, ED là quá khứ nha. Đã tìm thức ăn, look for food. But he couldn't find any. Nhưng mà nó không tìm thấy cái chút nào cả. Couldn't find. Look for các bạn lưu ý nè, look for là tìm mà tìm chưa có thấy, còn find là đã tìm thấy rồi, được chưa? Vậy thì ở đây câu này nghĩa là gì? Con châu chấu nó tìm thức ăn nhưng nó không tìm thấy được cái gì hết á. I'm hungry, said the grasshopper to the ant. Con châu chấu nói với con kiến, tớ đói quá. Please, can I share your food? Tớ có thể chia sẻ thức ăn với cậu không? Làm ơn. Con kiến nó có nhiều thức ăn và nó tốt bụng. Kind, tốt bụng nhé. Con kiến có nhiều đồ ăn và nó tốt bụng. Yes, you can. Vâng, được, cậu có thể ha. Có thể ở đây chính là có thể chia sẻ thức ăn. Said the ant. And he gave the grasshopper some corn. Và nó đưa cho con châu chấu một ít bắp ngô. But next year. Nhưng mà năm tới. Sang năm. Next year. Nhưng mà sang năm. Cậu phải không được lười biếng nhé. Mustn't không được. Ha, mustn't không được. Be lazy. Mustn't be lazy. Cậu không được lười biếng. Mustn't be lazy. Lazy, lười biếng. À, các bạn biết tại sao là có từ be ở đây không? Tại vì sau must là động từ nguyên mẫu. Must cộng với động từ nguyên mẫu. Sau must là động từ nguyên mẫu cho nên là cái từ lazy á nó là tính từ nó phải đứng sau một cái động từ to be các bạn. Mà nguyên mẫu của động từ to be chính là be á, am is are, nguyên mẫu là be cho nên mình phải nói là mustn't be lazy, không được phép lười biếng. Mustn't be lazy. À, không được phép lười biếng. And và sao? Cậu phải chuẩn bị
You must prepare. Cậu phải chuẩn bị cho mùa đông. Rồi cô dịch lại đoạn này nha. Nó là vào ngày hè, con châu chấu đang ngồi ở dưới nắng mặt trời chơi đàn violon, và một con kiến nó đi bộ ngang qua với một mẩu bắp to khổng lồ ở trên lưng. Cái bắp đó trông nặng đấy, con châu chấu nói. Đến đây và chơi với tôi đi. Con kiến mệt và nóng, nó chỉ tay vào đống bắp. Tôi không thể, đây là đồ ăn của tôi cho mùa đông, nó nói. Không có, rồi sẽ không còn đồ ăn nữa, vì vậy tôi phải chuẩn bị từ bây giờ. Con châu chấu cười lớn. Đừng lo về mùa đông, nó nói. Bây giờ là mùa hè và có nhiều thức ăn lắm. Chẳng mấy chốc, thời tiết trở nên rất lạnh và có tuyết dày và băng. Con châu chấu tìm đồ ăn nhưng nó không thể tìm thấy gì cả. Tôi đói bụng, con châu chấu nói với con kiến. Làm ơn, tôi có thể chia sẻ đồ ăn với cậu không? Con kiến có nhiều đồ ăn và nó tốt bụng. Được, cậu có thể, con kiến nói, và nó đưa cho con châu chấu một ít bắp. Nhưng sang năm, cậu không được phép lười biếng và cậu phải chuẩn bị cho mùa đông đấy nhé. Now listen again, đọc lại một lần nữa cho cô, đọc to, mở miệng đọc theo câu chuyện nào. Listening 75. Listen and read. The Ant and the Grasshopper. It was a summer day. The grasshopper was sitting in the sun, playing his violin. An ant walked by with an enormous piece of corn on his back. "That corn looks heavy," said the grasshopper. "Come and play with me." The ant was tired and hot. He pointed at a pile of corn. "I can't. This is my food for the winter," he said. "There isn't any food then, so I must prepare now." The grasshopper laughed. "Don't worry about winter," he said. "It's summer now, and there's lots of food." Soon the weather became very cold, and there was deep snow and ice. The grasshopper looked for food, but he couldn't find any. "I'm hungry," said the grasshopper to the ant. "Please, can I share your food?" The ant had lots of food, and he was kind. "Yes, you can," said the ant, and he gave the grasshopper some corn. "But next year you mustn't be lazy, and you must prepare for winter." Listening 75. Listen and read. The Ant and the Grasshopper. It was a summer day. The grasshopper was sitting in the sun, playing his violin. An ant walked by with an enormous piece of corn on his back. "That corn looks heavy," said the grasshopper. "Come and play with me." The ant was tired and hot. He pointed at a pile of corn. "I can't. This is my food for the winter," he said. "There isn't any food then, so I must prepare now." The grasshopper laughed. "Don't worry about winter," he said. "It's summer now, and there's lots of food." Soon the weather became very cold, and there was deep snow and ice. The grasshopper looked for food, but he couldn't find any. "I'm hungry," said the grasshopper to the ant. "Please, can I share your food?" The ant had lots of food, and he was kind. "Yes, you can," said the ant, and he gave the grasshopper some corn. "But next year you mustn't be lazy, and you must prepare for winter." Rồi, câu chuyện hay không các bạn? Câu chuyện ý nghĩa đúng không nào? À, dạy cho chúng ta là yêu lao động và phải ưu tiên là làm việc, lao động trước khi vui chơi.
Các bạn nhớ là trong cái câu chuyện này có một cái cấu trúc chúng ta cần nhớ, đó là must cộng với động từ nguyên mẫu nhé. Must cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi. Đọc theo cô từ vựng nào. Những từ cô tô nè. Summer day. Ngày hè. Enormous piece of corn. An enormous piece of corn là một miếng bắp khổng lồ ha các bạn ha. An enormous, một miếng bắp khổng lồ. Back là cái lưng ha. His back, cái lưng của nó. Tired, tired, mệt. Pointed at, pile, pile, a pile of corn, một đống bắp. A pile of corn. Prepare, prepare, chuẩn bị. Laughed, laughed, đi đi đọc thành âm tờ nhé. Laughed, cười. Soon, soon. Weather, weather. Deep snow, deep snow. Ice, ice. Looked for. Find, find. Hide, hide. Share, share. Chia sẻ, share. Next year, mustn't, mustn't, mustn't be lazy, mustn't be lazy. Prepare, prepare. Spade, spade là cái xẻng nè các bạn. Spade, spade. Corn, corn, bắp. Corn, spade. Enormous, enormous. Mở miệng đọc nào. Enormous, khổng lồ. Piece of corn, miếng bắp. Piece of corn. Enormous piece of corn, miếng bắp khổng lồ. Rồi bây giờ chúng ta gạch chân những cái từ vựng. Cô cho nó nhỏ lại mới đủ chỗ mới thấy được. Ok. Chúng ta tìm 5 cái từ vựng này ở trong cái bài đọc các bạn. Năm cái từ vựng trong bài đọc này. Thứ nhất là từ vựng nào đây? Enormous là từ này đúng không? Thứ hai là prepare là chuẩn bị nè. Thứ ba là worry là lo lắng hả? Cái từ lo lắng nằm ở đâu các bạn? Don't worry. Đây, worry là lo lắng. Share, chia sẻ. Lazy, lười biếng. Rồi, các bạn đọc lại cho cô từ vựng nào. Enormous, enormous, khổng lồ. Prepare, prepare, chuẩn bị. Worry, worry, lo lắng. Share, share, chia sẻ. Lazy, lazy, lười biếng. Rồi bây giờ bài 4 các bạn đọc lại và hoàn thành câu cho cô. Đầu tiên là người ta đã hoàn thành cho mình rồi nè. The grasshopper played his violin. Con châu chấu đã chơi đàn violon đúng không? The grasshopper played his violin. Câu số 2 gì? The ant carried some heavy gì đó. Carry là mang đó các bạn. Mang, vác. Rồi, con kiến nó mang cái gì các bạn? Con kiến nó mang một ít cái gì đó nặng. Mang cái gì nặng? Đúng rồi, nó mang bắp ngô nè.
Corn, heavy corn. Số 3, there is lots of food in. Có nhiều đồ ăn ở trong gì? Trong cái gì các bạn? Đây, cái câu này nè. It's summer now and there's lots of food. There's lots of food. Vậy thì có nhiều mùa hè trong, có nhiều thức ăn trong mùa hè đúng không? Summer, summer. Số 4. That winter, the ant was very... Mùa đông đó, con kiến thì rất là gì? Con kiến rất là gì các bạn? Các bạn thấy ở đây là có động từ to be không? Was cộng very thì chắc chắn ở sau này phải là một cái tính từ nào đó. Mùa đông mà, mùa đông còn chăm chỉ gì nữa, nó trong chăm chỉ ở trong mùa hè thôi. Còn mùa đông là nó rất là sao? Nó thì tốt bụng, kind. Nó tốt bụng, nó chia sẻ đồ ăn với con châu chấu á. Thông tin nằm ở đây nè. He was kind. He was kind. Con kiến thì tốt bụng đúng không? Chứ còn gì nữa. Đang nói con kiến mà đâu phải con châu chấu đâu. The ant was very kind. Ok, rồi. Các bạn đọc lại nha. Oops. Nào, đọc to theo cô nào. The grasshopper played his violin. The ant carried some heavy corn. There is lots of food in summer. That winter, the ant was very kind. Rồi các bạn lưu ý cái từ carry này nè, nó thêm ed, tại vì nó là quá khứ đơn. Nhưng mà nếu mà không phải là quá khứ đơn mà là động từ gốc á, thì cái từ carry á, carry nó là y dài nha các bạn ơi. Động từ carry y dài, mang vác. Rồi đọc to lên nào, carry, carry, mang vác. Và nó, nếu mà quá khứ thì các bạn phải biến y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed vào nhé. Carried, carried, đã mang một ít bắp nặng, à, mang một ít bắp nặng. À. The ant carried some heavy corn. Rồi các bạn chép 4 câu này xuống vở cho cô, mở vở ra chép 1, 2, 3, 4, chép 4 câu này xuống vở nha. Với lại từ vựng ở trong cái ô này cho cô, copy xuống nào. Enormous, prepare, worry, share, lazy, viết xuống. 4 câu này nữa nè. The grasshopper played his violin. The grasshopper played his violin. The ant carried some heavy corn. There is lots of food in summer. That winter, the ant was very kind. Các bạn vừa viết vừa nghe lại câu chuyện nhé. Listening 75.
Listen and read. The Ant and the Grasshopper. It was a summer day. The grasshopper was sitting in the sun, playing his violin. An ant walked by with an enormous piece of corn on his back. "That corn looks heavy," said the grasshopper. "Come and play with me." The ant was tired and hot. He pointed at a pile of corn. "I can't. This is my food for the winter," he said. "There isn't any food then, so I must prepare now." The grasshopper laughed. "Don't worry about winter," he said. "It's summer now, and there's lots of food." Soon the weather became very cold, and there was deep snow and ice. The grasshopper looked for food, but he couldn't find any. "I'm hungry," said the grasshopper to the ant. "Please, can I share your food?" The ant had lots of food, and he was kind. "Yes, you can," said the ant, and he gave the grasshopper some corn. "But next year you mustn't be lazy, and you must prepare for winter." Rồi các bạn lưu ý một số động từ nè. Câu số 1 á các bạn. Câu số 1 các bạn lưu ý nè. Câu số 1, câu số 2 và câu số 4 là người ta chia thì gì các bạn biết không? Câu 1, 2, 4 là chia thì gì? Yes, đúng rồi, quá khứ đơn nha. Động từ nè, thấy không? Thấy động từ ở quá khứ không? Nhưng mà câu số 3 là chia thì gì các bạn? Câu số 3 chia thì gì? Hiện tại đơn, đúng rồi, tại sao vậy? Why? Tại vì câu số 1, 2, 4 là người ta kể lại nội dung của câu chuyện. Cái này nó đã xảy ra rồi, đúng không? Nhưng mà câu số 3 á, có nhiều thức ăn trong mùa hè là một cái sự thật. Đây là một sự thật, cho nên là chia hiện tại đơn nha các bạn ơi. Động từ is ở hiện tại, các bạn có thấy không? Đó, there is lots of food in summer. Có nhiều thức ăn trong mùa hè, đây là một sự thật, cho nên là chia hiện tại đơn. Còn câu 1, 2, 4 là kể lại cái sự việc đã xảy ra nên chia quá khứ đơn. Lưu ý nha. Rồi, chúng ta cùng qua phần nghe tiếp theo, lesson 6, listening. Bây giờ các bạn nghe một cái câu chuyện gọi là fable, là kiểu như chuyện ngụ ngôn đó các bạn, fable, chuyện ngụ ngôn. Nghe câu chuyện ngụ ngôn và check vào trong cái moral, moral là có nghĩa là cái bài học rút ra từ cái câu chuyện ngụ ngôn đó, ha. Bài học rút ra từ cái câu chuyện đó thì chúng ta gọi là moral. Moral là bài học mà chúng ta ghi là bài học đi ha. Fable là chuyện ngụ ngôn, moral là cái bài học rút ra từ cái câu chuyện ngụ ngôn đó. Vậy thì cái bài học rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn là gì? Số 1 là always work hard. Số 2 là never say things that are not true. Rồi. Đọc theo cô nhé. A fable is a story with a moral. A fable is a story with a moral. Fable is a story with a moral. Moral. It teaches you how to behave. Teaches behave. The moral of this fable is. The moral of this fable is. Rồi, cô nói lại. Moral là gì? Moral là gì? Bài học, đúng rồi. Còn fable.
Vậy thì cái câu này nghĩa là gì các bạn? Một câu chuyện ngụ ngôn là một câu chuyện mà nó có bài học. Nó có cái bài học ha, nó dạy cho mình một cái bài học gì đó trong cái câu chuyện đó, thông qua câu chuyện đó nó dạy cho người ta cái bài học gì đó. Thì gọi là một câu chuyện ngụ ngôn, được chưa? Nó dạy cho bạn how to behave. It teaches you how to behave. Vậy behave là gì? Behave có nghĩa là cư xử. Nó dạy bạn cư xử như thế nào, làm thế nào để cư xử cho đúng đó. À, cư xử đúng ha. Behave có nghĩa là mình hiểu là cư xử, nhưng mà cư xử đúng chứ không phải là cư xử sai đâu nhá. Behave, cư xử mà cư xử đúng đắn á, chứ không phải là cư xử tốt á, behave. It teaches you how to behave. It teaches you how to Đúng rồi, đọc lại 3 lần, đọc lại lần nữa nào. It teaches you how behave. It teaches you how to behave. to behave. One more time. It teaches you how to behave. It teaches you how to behave. Đó, đọc 3 lần nhiều lắm. The moral of this fable is. Moral of this fable is. Nghĩa là gì? Moral Moral nè. bài học. Bài học của. Bài học của cái fable. Fable là gì? Bài học của câu chuyện ngụ ngôn này là. Là cái gì? Số 1 hay số 2? Số 2 hả? Rồi biết số 2 luôn đúng không? Số 2 nghĩa là gì đây? Số 2 nghĩa là gì các bạn? Never say things that are not true là gì? Đừng bao giờ nói cái thứ gì đó mà nó không đúng. Nó không đúng sự thật. Được chưa? Còn số 1 là gì? Always work hard. Nghĩa là gì các bạn? Luôn làm việc chăm chỉ. Work hard. Làm việc chăm chỉ nha. Luôn làm việc chăm chỉ. Số 2 là đừng bao giờ nói những điều không đúng sự thật. Rồi, vậy thì chúng ta nhìn vào cái câu chuyện này nè. Là chúng ta hiểu nội dung luôn đúng không? Tại vì cô chắc là một số bạn đã nghe qua câu chuyện này rồi. À. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. Listening 76. Listen to this fable and check the correct moral. 1. The Boy Who Cried Wolf. Once there was a boy who looked after sheep every day up in the mountains. Nothing ever happened, and he was very bored. 2. One day, he ran down the mountain to the market in the nearby village and shouted, "Help! Help! Wolf! Wolf! A wolf is going to eat the sheep!" 3. The people ran up the mountain to help the boy, but there was no wolf. "It's a joke. There isn't really a wolf," said the boy, laughing. 4. The people from the village were very angry with the boy. They didn't laugh at his joke. 5. The next day, a wolf really did come to the mountains. The boy was very scared, so he ran to the village. 6. Again he shouted, "Help! Help! Wolf! Wolf! A wolf is going to eat the sheep!" But this time, no one helped the boy. No one believed him.
There isn't really a wolf, they said, laughing. And then the wolf ate all the boy's sheep. Listening 76. Trời, đánh số thứ tự của bức tranh đúng theo cái nội dung của câu chuyện á. Các bạn có đánh được chưa? Ok, nghe lại lần nữa nha. Listen to this fable and check the correct moral. 1. À, vậy thì cái bài học của cái câu chuyện ngụ ngôn này là gì các bạn? The moral of this fable is never say things that are not true. Đừng bao giờ nói cái chuyện gì mà nó không đúng sự thật nha. Ok, now listen again. The boy who cried wolf. Once there was a boy who looked after sheep every day up in the mountains. Nothing ever happened, and he was very bored. À, với cái số 1 là một cậu bé chăn chăn cừu đúng không? Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết, là cậu bé ta cảm thấy chán ha. Cậu ta cảm thấy chán. 2. One day, he ran down the mountain to the market in the nearby village and shouted, "Help! Help! Wolf! Wolf! A wolf is going to eat the sheep!" Rồi một ngày nọ thì cậu ta sao? Chạy xuống cái chợ gần ngôi làng đó mới kêu lên, "Cứu! Cứu! Con sói nó đang ăn cừu của tôi." Number three. 3. The people ran up the mountain to help the boy, but there was no wolf. "It's a joke. There isn't really a wolf," said. Rồi mọi người chạy lên giúp thì không có con sói nào cả, là cậu ta còn cười ha ha lên nữa. Cậu ta bảo là đó chỉ là giỡn thôi, nói câu chuyện cười thôi, gọi là giỡn đùa thôi ha, chuyện đùa thôi. Còn cười nữa. Said the boy, laughing. 4. The people from the village were very angry with the boy. Angry. À, mọi người đang rất là tức giận đây. Tức giận với cậu bé. They didn't laugh at his joke. Họ không có buồn cười với câu chuyện cười của cậu ta tí nào cả. 5. The next day, a wolf really did come to the mountains. The boy was very scared, so Ngày hôm sau thì con sói nó đến thật ha, cậu bé rất là sợ. he ran to the village. Cậu ta chạy xuống ngôi làng để nhờ giúp đỡ. 6. Again he shouted, "Help! Help! Wolf! Wolf! A wolf is going to eat the sheep!" Cậu ta lại một lần nữa kêu lên, "Cứu tôi với, giúp tôi với, con sói nó sắp ăn cừu của tôi rồi." But this time, no one helped the boy. No one believed him. Nhưng mà lần này không ai giúp cậu ta cả, không ai tin cậu ta. Chúng ta có từ believe là tin tưởng các bạn. Believe, tin tưởng nha. No one believes him. Không ai tin cậu ta. "There isn't really a wolf," they said, laughing. And then the wolf ate all the boy's sheep. Mọi người nói là không có câu con sói nào cả. Không tin cậu ta, thế là con sói ăn hết cừu của cậu ta luôn. Hey. Rồi các bạn có thể nghe lại câu chuyện này nhé. Nếu mà các bạn thích câu chuyện này thì chúng ta cứ bấm nghe lại thôi nha. Ok, nào qua phần speaking. Phần speaking này thì nó là một cái phiên bản hiện đại. Các bạn ghi vô cho cô. Phiên bản hiện đại. Chúng ta có từ modern là hiện đại, các bạn đã biết rồi đúng không? Modern là hiện đại, còn version là
phiên bản á các bạn, giống như kiểu điện thoại iPhone mà nó phiên bản là 14 hay 15 hay 16 gì đó, Pro Max gì đó các bạn, thì cái đó gọi là version, version à, modern version, phiên bản hiện đại nha, version. Cái từ phiên bản này nè, các bạn đọc là version cũng được mà version cũng đúng luôn nha. Nó có hai cách đọc, version hoặc là version. Ok, now modern version. Here is a modern version of the boy who cried wolf. Là sao? Câu này nghĩa là gì các bạn? Cậu bé mà kêu lên là sói. À, cậu bé kêu mà, cậu bé mà kêu sói sói. The boy who cried wolf. Wolf là con sói nha. Wolf. Wolf. Cried là kiểu mà kêu khóc lên á, kêu khóc. Cried. Chúng ta có từ cry, các bạn đã biết là khóc rồi đúng không? Cry là khóc. Và quá khứ của nó thì chúng ta sẽ biến y dài thành y ngắn rồi thêm ed vào. Y dài thành y ngắn nào rồi thêm ed vào ha, đã kêu khóc, đã khóc. Ok. Rồi, cậu bé mà kêu khóc mà gọi kêu sói á. Rồi, bây giờ đây là cái phiên bản hiện đại của cái câu chuyện này nè các bạn. Nhìn vào tranh thì chúng ta kể câu chuyện thử xem. Có một cô gái nha, chán nha, mẹ thì ở bên trong nhà, thấy không? Rồi số 2 là gì? Cô ta mới kêu cứu nè, shouted help. Cô ta kêu cứu là cô ta nhìn thấy một con rắn, saw a snake. À, mẹ chạy ra, mom ran. No snake, không có con rắn nào hết đó. Next day, ngày hôm sau, real snake, con rắn thật. Girl shouted, cô gái lại kêu cứu lên ha, kêu lên. Nhưng mẹ sao? Mom sao? Mom nghĩ là mẹ nghĩ là không không có thật. À, mẹ nghĩ là cô ta nói không đúng, không có thật. Nên mà mẹ vẫn ở trong nhà hát thôi. Stay inside. Đúng không? Rồi các bạn tập kể câu chuyện này đi. Dựa vào cái câu chuyện sói hồi nãy á. Các bạn kể lại xem nào. Rồi chúng ta kể nha. Sao nhờ? The girl What? is in the garden, đúng không? Vì mà câu chuyện này mình kể lại cho nên sao mình chia quá khứ đi nhá. Ok, Garden là khu vườn đó. The girl was in the garden. he is grab the The mom well is inside the house. The girl shouted for help. À, cô gái kêu cứu đúng không? Don't panic. She said that she saw a snake. Cô ấy nói rằng cô ấy nhìn thấy một con rắn. Số 3 là sao? Mom ran out to help. Mẹ chạy ra để giúp. But there was no snake. Mẹ chạy ra giúp nhưng mà không có con rắn nào hết. Mẹ thì sao? Mom is quá khứ chứ ha. Mom was angry.
The next day, there was a real snake in the garden. The girl shouted for help again. Cô gái kêu cứu một lần nữa đúng không? But sao? Mom believe her. À, nhưng mẹ không tin cô ta nữa. Mom still stay inside the house. Rồi các bạn ghi câu chuyện vào đi nào. The girl was in the garden. À, đầu tiên thì chúng ta ghi là a girl đi ha. Một cô gái đi ha. Xuất hiện lần đầu tiên thì cho a đi. A girl was in the garden. Her mom is inside the house. The girl shouted for help. She said that she saw a snake. Mom ran out to help. Her mom ran out to help, but there was no snake. The mom was angry. Người mẹ thì tức giận. The next day, there was a real snake in the garden. Bush, bush là cái bụi cây đó các bạn. In the bush, bush là cái bụi cây nhá. The next day there was a real snake in the garden. The girl was scared. She shouted for help again. But the mom didn't believe her. The mom still stayed inside the house. Ở Việt Nam mình có một cái câu nói nó cũng tương đương với cái câu nội dung câu chuyện này các bạn. Nghĩa là gì? Một lần bất tín là vạn lần bất tin. Các bạn nghe chưa? Ý là sao? Một lần mà nói dối là những lần sau người ta không tin mình nữa. Một lần bất tín vạn lần bất tin nha. Mất uy tín, nó dối một lần mất uy tín là lần sau người ta không tin nữa, mọi người không tin mình nữa thì mình phải gánh chịu hậu quả thôi.
À, các bạn thêm cái câu quái chán nữa vào cho cô. À, tại mình có cái từ bored này nè, thì mình phải thêm vô cái câu là she was bored. À, cô ta chán. Mẹ của cô ấy thì à quá khứ ha. Was inside the house. Thấy đang cầm cái dây thừng để nhảy nè các bạn ơi, jump rope đúng không? A girl was jumping rope, à, đang nhảy dây ở trong vườn đúng không? À, was playing cũng được. A girl was playing or a girl was jumping rope in her garden. She was bored. Her mom was inside the house. Mẹ đang làm gì nhờ? Mẹ đang ở trong nhà nấu ăn cũng được. She was cooking. Bạn nào thích thì ghi was cooking cũng được. Cooking inside the house. Rồi chúng ta cùng coi một câu chuyện nha, cậu bé chăn cừu nè. The boy who cried wolf. Once upon a time, there lived a shepherd boy. Oh, I'm so bored. Isn't there anything fun I can do? The shepherd boy came up with an idea. And he ran into town yelling, "Ow! Wolf! Wolf! There's a wolf!" Where? Where's the wolf? The village people all came out with sticks and clubs. What? A wolf? There's a wolf? There's a wolf! Yeah, a wolf! Where's the wolf? I just made that up. I can't believe I tricked you all. The village people became furious and they left. The boy had so much fun playing the wolf trick again. A few days later, the boy played the wolf trick again. Oh, wolf! There's a huge wolf! The people came out running with their sticks and clubs again. I tricked you again! You evil boy! We're never going to fall for this trick again. The people were even more furious this time when they left. No, come on, let's go. Then, one day, a big and scary wolf really did appear. Help! Please, someone help! There's a wolf! Really? There's a wolf! Huh. There he goes again. Does he think we're going to fall for that trick again? That's absurd. Hearing his cries, the village people didn't move an inch. But it was at that time that the wolf ate all the sheep. Oh no! My sheep! My poor sheep! Hay không các bạn?
Ok, rồi chúng ta tiếp tục nha. Bạn nào chưa viết xong thì tiếp tục viết cho cô. Rồi, một số từ mà nó không có thay đổi, stay the same có nghĩa là nó không có thay đổi nha các bạn. Stay the same nghĩa là không thay đổi, các bạn ghi vô cho cô. Một số từ nó không thay đổi khi ở dạng số nhiều. Một số từ thì lại hoàn toàn biến đổi luôn. Completely different, hoàn toàn khác. Không thay đổi hay còn gọi là nó giữ nguyên đó, à nó không có, nó giữ nguyên, nó không thay đổi gì cả. Nhưng mà một số từ thì sao? Completely different có nghĩa là hoàn toàn khác. Chúng ta cùng nhìn nha. Plural, plural là số nhiều. Plural là số nhiều á các bạn. Plural. Đọc plural. Plural. Plural là dạng số nhiều. Thường thì chúng ta thấy là danh từ mở dạng số nhiều thì nó sẽ thêm s vào đúng không các bạn? Một con mèo, hai con mèo. Các bạn đã biết rồi đúng không? Ví dụ như chúng ta có từ là a cat là một con mèo, nhưng mà hai con mèo thì chúng ta sẽ nói là two cats thêm s4 đúng không? Cái này thì chúng ta đã quá quen rồi. Nhưng mà một số danh từ á, ở dạng số nhiều nó sẽ không thêm s giống như con mèo này đâu các bạn nha. Mà nó sẽ là giữ nguyên hoặc là nó biến đổi hoàn toàn luôn. Ví dụ chúng ta xem nha. One foot là một bàn chân đúng không? Foot là bàn chân. Vậy thì một bàn chân thì chúng ta nói là one foot. Nhưng mà hai bàn chân thì chúng ta sẽ không thêm s vào cái từ foot này. Mà các bạn biến đổi từ cái từ foot thành feet là hai bàn chân nhá. One foot, two feet. Các bạn thấy nó thay đổi hoàn toàn không? Nó hoàn toàn khác luôn. Rồi tiếp theo chúng ta có một ví dụ nữa là one fish, một con cá. Một con cá là one fish, nhưng mà hai con cá thì số nhiều hay số ít gì cũng là fish hết đó, nó không có biến đổi các bạn. Nó stay the same. Stay the same là nó không thay đổi gì cả, nó giữ nguyên. One fish, two fish. Số 3 chúng ta có là one tooth, một cái răng đúng không? Nhưng mà nếu mà hai cái răng thì chúng ta sẽ nói là two teeth, teeth, teeth. Chứ chúng ta không thêm s vào cái chữ tooth nha. Rồi, nữa nè. One sheep, một con cừu. Một con cừu. Nhưng mà hai con cừu thì vẫn giữ nguyên ha. Cừu với cá giống nhau các bạn. Một con, hai con gì vẫn là sheep hết, không thêm s đâu. Rồi, nhưng mà cái từ person là một người nè các bạn. One person là một người. Hai người là two people. Person nó biến đổi hoàn toàn luôn, nó thành people. Tiếp theo chúng ta có one woman, một người phụ nữ. Woman, từ này đọc nha. Woman, woman. One woman. One woman, một người phụ nữ. Nhưng mà hai người phụ nữ thì chúng ta sẽ biến cái chữ A này nè thành cái chữ E cho cô nhé.
Thì khi mà biến thành chữ E thì các bạn sẽ đọc là women. Women. Đọc lại cho cô nào. One woman. Two women. One woman. Two women. Nào đọc to lên nào, đọc cái này mới nhớ được, không là không nhớ nha. One foot. One foot. Two feet. Two feet. One fish. One fish. Two fish. Two fish. One tooth. One tooth. Two teeth. Two teeth. One sheep. One sheep. Two sheep. Two sheep. Sheep. Kéo dài chữ y ra các bạn. Sheep. One person. One person. Two people. Two people. One woman. One woman. Two women. Two women. Rồi, bài tập 5 chúng ta khoanh tròn và viết xuống cho cô nào. There are two. Có hai câu chuyện. Two là số nhiều đúng không? Two là số nhiều, hai là số nhiều rồi. Vậy thì chúng ta chọn story hay là stories? Đúng rồi, chúng ta phải chọn từ stories này nè. Có hai câu chuyện. Một tên là cái is này á, các bạn dịch là được gọi là nhá, được gọi là. Vậy thì chúng ta hiểu là một cái nó tên là cái gì đó, một cái được gọi là cái gì đó. Vậy thì một câu chuyện được gọi là the cái gì đó, và một câu chuyện thì được gọi là the cái gì đó. Các bạn tự ghi ra. Một câu chuyện thì có tên là gì? Chúng ta ví dụ chúng ta lấy tên một câu chuyện the gì? Câu chuyện gì chúng ta vừa xem nè? The boy who cried wolf. Và một câu chuyện thì có tên là gì? The ant and the grass hopper, đúng không? Ví dụ như vậy, hai câu chuyện chúng ta vừa học trong cái bài này nè. Thôi đổi tên đi. Cái này nó dài thì cho lên trên này. À, The Ant and the Grasshopper. Còn câu chuyện này là The Boy Who Cried Wolf. Tôi nghĩ rằng I think that the cái gì đó is better story. Is a better story. Các bạn thích câu chuyện nào hơn các bạn? Con kiến và con châu chấu hay là cậu bé mà kêu sói, la lên là sói. Các bạn thích câu chuyện nào hơn thì các bạn ghi vào đây cho cô nha. Các bạn thích câu chuyện nào thì các bạn ghi vô. Ví dụ như bạn thích câu chuyện là con kiến và con châu chấu đi ha, thì các bạn nói là I think that the ant and the grasshopper is a better is a better story because bởi vì sao? Because it is good for bởi vì nó bảo chúng ta ha, it tells us to be thôi, nó thú vị hơn đi. Because it is more interesting. À, nó thú vị hơn. Các bạn ghi như vậy.
There are two stories. One is called The Ant and the Grasshopper, and one is called The Boy Who Cried Wolf. I think that the blah 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 is a better story because it is more interesting. À, bởi vì nó thú vị hơn. Okay, thank you. Cảm ơn các bạn đã học chăm chỉ. Goodbye and see you next time. Hẹn gặp các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye bye.